Vâng, em xin chào anh Lam. Thì thể theo yêu cầu, anh có nhắn tin trên Zalo em là anh hỏi mua hai cây văn trang. Thứ nhất là cây văn trang tím sen lá chung là anh này ạ. Em đã soạn cây y như hình em gửi qua Zalo ạ. Ảnh đang có bông. Và thứ hai là cây trang vàng hường đọt xanh. Dạ, cây văn trang vàng hường đọt xanh, cây y hình em gửi nha. Rồi, anh xem video trước khi em gửi đóng hàng cho anh để anh xem trước ạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ cây bên em. Anh Lam là khách hàng thân thiết bên em mua cây nhiều đơn trước đó rồi, cho nên là em sẽ tặng kèm anh một món quà để tri ân khách hàng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong những đơn hàng tiếp theo. Chân thành cảm ơn anh. Dạ vâng, con xin chào cô Thanh ạ. Thì thể theo yêu cầu là cô có nhắn tin trên Zalo con, cô hỏi mua những cây bông trang vàng hường đọt xanh, cây trang Mỹ Cam và cây bông trang tím sen lá trung và cây bông trang cẩm thạch. Thì ở đây con đã soạn ra tương đối để gửi đến cô ạ. Thì con go quay cái clip ngắn này để gửi đến cô. Em này là vàng hường, anh bên đây tím sen. Con trồng thuần ở dưới đất thành ra để con bứng lên khi con quay một cái video nữa con gửi đến cô. Con cảm ơn cô đã ủng hộ cây bên con, chúc cô là luôn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bye bye cô. Đây là 50 cây em chuẩn bị đóng gửi cho anh ạ. Trước khi gửi em quay lượt để gửi đến anh xem ạ. Đây em mang vườn hồng vườn và chuẩn bị đóng lại. Đây rất là ok, chị anh trồng xuống liền là đây rất là khỏe nha anh. Anh cứ yên tâm ạ. Rồi, em chân thành cảm ơn anh đã ủng hộ cây bên em. Chúc anh là luôn sức khỏe và luôn thành công. Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay cây Mỹ Vàng ảnh nở bung cái nụ rồi nè cả nhà. Em review ngắn lại cho cả nhà xem. Đây là cây Mỹ Vàng. Ở dưới này anh cũng có một nụ trên đọt nữa. Mỹ Vàng, cái màu vàng rất là tươi luôn, cho nên ảnh đang rất là được ưa chuộng trên thị trường nha cả nhà. Đấy, và đây là những cây Mỹ Vàng cây con. Yêu thích thì cho em xin một like, và đặt hàng thì liên hệ số điện thoại em để trên tiêu đề ạ. Rất là tươi. Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em giao lưu đến cả nhà những cây bông trang Mỹ đỏ mà lá Mỹ Cam nha cả nhà. Đây là những anh Mỹ đỏ lá Mỹ Cam ảnh đang cho hoa. Bông màu rất là tươi luôn, Mỹ đỏ mà lá Mỹ Cam ạ. À,
không, ở dưới này là ảnh sắc tàn. Đây là cây bé xíu à, nhưng mà cây lớn. Cái bông của ảnh, cái màu rất là tươi, nhìn mê luôn cả nhà. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn của em.